Ngày xưa mẹ tập con đi, bước từng bước một, ngã thì mẹ nâng. Cho dầu có ngã trăm lần, đôi tay mẹ vẫn ân cần đỡ che. Đó là thi phẩm "Con về, con tập mẹ đi" của tác giả Trang Y Hạ, anh viết vào trong mùa Vu Lan. Kính thưa quý vị, nhân dịp mùa Vu Lan về, Ngọc Sang xin mượn những vần thơ trong bài "Con về, con tập mẹ đi" của tác giả Trang Y Hạ, là người con đồng xứ Quảng, để kính tặng cho những ai còn và đã mất mẹ. Ngày xưa mẹ tập con đi, bước từng bước một, ngã thì mẹ nâng. À ơi, cho dầu có ngã trăm lần, đôi tay mẹ vẫn ân cần đỡ che. Nắng hè ôi à tiếng vê vọng đưa kéo kẹt bóng tre nghiêng chiều. Nuôi con mẹ cực bao điều, chim khôn vỗ cánh thêm nhiều nhớ mong. Dẫu thời gian chấp lưng còng trầu cầu chung thủy tâm lòng đầy vương. Hiên ngồi lá lẻ loi rơi, mẹ ôn lại quãng đời trôi thầm thì. Con về, con tập mẹ đi, chậm chậm từng chút hãy ghi tay con. Mẹ già gối mỏi xương giòn, lần dò đi hết vẫn còn ngày xưa mẹ tựa trắng áo sơn thấm lạnh tuổi già lực suy. Bây giờ con tập mẹ đi, chân run xin mẹ cứ tì vai. Chân mẹ mỏi mòn, nay dò bước một để con niềm vui. Một đời khổ ai đã nguôi, lẽ nào tuổi hạ lại thui thủi sầu. Một đàn con cháu ở đâu, ơn sinh thành đội trên đầu mới hay. Mẹ cười níu nhẹ bàn tay, con vui như cánh chim bay